shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your love with me. Nhìn có vẻ không ổn lắm. Không biết thay thế bằng màu vàng nhưng mà giờ nó khô nhưng mà Hello anh em, và chúng ta đã quay trở lại với lại tiến trình tự chế một chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari. Và bọn mình đang tái hiện siêu phẩm này từ con số 0 với tất cả những gì mình có thể tìm kiếm được xung quanh vùng quê của mình. Và chúng mình cũng đã hoàn thành việc trải qua một số các giai đoạn, từ việc phác thảo lại hình dáng body của một mô hình Ferrari đồ chơi nhân bản ra một cái khuôn mẫu bằng đất sét. Thì cơ bản là nó tương ứng với lại tỷ lệ 1:1 với một chiếc Ferrari phổ thông. Từ đó thì bọn mình có thể là đúc ra được một bộ body hoàn toàn bằng nhựa composite. Và ngoài việc là mô phỏng lại hình dáng body cho chiếc xe thì chúng mình cũng đã tiến hành thiết kế một cái hệ thống khung gầm với những số liệu kích thước phù hợp với một chiếc Hypercar. Và những cái chi tiết thì mình đã tính toán rất là cẩn thận. Và theo cá nhân mình thì mình rất là thích hệ thống treo của chiếc xe này. Chúng ta có một cái hệ thống treo, một cái hệ thống lái rất là ok. Tiếp tục đến với một số các chi tiết cần có cho sự hoạt động của chiếc xe, đó là hệ thống dây khí này, dây dầu thủy lực, hệ thống chân ga, chân côn và đặc biệt là những chiếc phanh cũng sẽ được chúng mình tính toán trong video ngày hôm nay. Ok, và giờ các bạn hãy cùng theo dõi video nhé. Có lẽ là chúng ta sẽ tiến hành là phủ phần gầm này lại, tức là phủ hết cả gầm từ đằng sau ra đằng trước luôn. Ở cái khoang cabin này chúng ta nên dùng cái tôn nhám, còn hai đầu chúng ta dùng nhựa composite có khả năng là tốt hơn đấy nhỉ. Như thế thì nó sẽ giảm được cái trọng lượng của chiếc xe này, và những cái chỗ nào cần thiết thì chúng ta mới sử dụng là sắt thép thôi. Giờ thì sẽ phải di chuyển ra ngoài đường kia để sơn anh em ạ. Rồi mình đã chà nhám qua nhé, để cho hết cái lớp rỉ sét đi. Sơn vào nó sẽ hiệu quả hơn anh em ạ. Đấy, tại vì người ta cắt sai là một tấm sẽ xuôi, một tấm sẽ ngược anh em nhé. Nhưng không sao, tại vì sau này mình cũng có lót sàn đến đấy mà. Giờ thì sơn thôi anh em ạ. I'm not afraid, I'm not
Mình sẽ thiết kế là gắn cái bầu hơi tổng phanh vào khung xe luôn nhé. Cái bộ phanh anh em nhé, bộ phanh thì là nó sẽ kết hợp với cái tấm sắt chúng ta vừa làm kia, cái tấm sắt vừa làm kia là cái bát của nó đấy. Bộ phanh sẽ lắp cái tấm sắt này vào cái phần này đấy. Đấy là chân côn mọi người ạ. Phía trước và phía sau xe thì chúng ta sẽ phủ gầm bằng cái sợi thủy tinh anh em nhé. Đấy, nhựa composite thì nó sẽ gọi là giảm trọng lượng cũng như là đảm bảo được cái việc mà chúng ta phủ hết kín gầm anh em ạ. Đấy. Đấy,
mấy tấm nhựa này chúng ta cũng sơn luôn màu đen để cho nó đồng bộ với lại cái khoang cabin của chúng ta nhá. Đấy, ok đấy. Chúng ta mới có một cặp phanh của một chiếc ô tô cũ thì chúng ta sẽ lắp vào cho cái động cơ chuyển động ở đằng sau này. Còn phía trước thì có khi chúng ta phải nên chế tạo một cái phanh tạm thời. Tại vì cái cặp phanh cũ này nó cũng không phù hợp với lại kích thước tiêu chuẩn của Ferrari mà chúng ta đang muốn hoàn thiện. Thì có lẽ là chúng ta sẽ làm tạm thời những cái phanh cũ này và một cái hệ thống phanh ở phía trước kia. Đó là khi có điều kiện chúng ta sẽ nâng cấp vào một cái phiên bản to hơn. Nó to lắm. Nó to mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là sơn qua phần đĩa phanh này anh em nhé, để cho nó được thẩm mỹ hơn. Nói chung là đây là đĩa phanh cũ thôi, nhưng mà nó là đĩa phanh theo hãng thì nó sẽ đảm bảo anh em ạ. Trước tiên là mình sẽ lắp một cái cặp này trước. Đây là hệ thống phanh của chúng ta anh em nhá. Đây là chúng ta vừa vẽ sơn xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt. Trước tiên là hai cái phanh này vào chiếc xe anh em nhá. Đấy. Màu đỏ khá là đẹp anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tháo cái lốp ra anh em ạ. Lắp đặt hệ thống phanh vào đây. Đấy, chúng ta sẽ lắp đặt cái hệ thống phanh vào đây anh em nhé. We'll be right back.
Thì Dương đã chia sẻ thì hai cái phanh đằng trước nhé, và mình sẽ thiết kế một cái gọi là đi cắt hai tấm sắt anh em ạ, để làm hai phanh tạm thời. Nhớ là tạm thời anh em nhé. Mình sẽ cho hai cái đĩa phanh này vào nhau để khoan cho nó được chuẩn hơn nhé.
ta đã có rất là nhiều những thay đổi về kích thước, về vị trí đặt của các chi tiết anh em ạ. Như cái động cơ này, ở phía trước kia mình lôi ra đằng sau này. Thì đương nhiên rồi, để có thể một cái phiên bản Ferrari tái hiện thực thụ thì chúng ta sẽ phải có những thay đổi đó anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn tiếp theo, đó là cái lắp này anh em ạ. Cái lắp nhé, là trục chuyển động, nó sẽ dồn năng lượng từ động cơ ra bánh và nó tạo động lực để cho xe có thể di chuyển anh em ạ. Thì cái lắp này của xe cũ anh em ạ, con Toyota cũ này, nó đang ngắn hơn so với lại kích thước tiêu chuẩn của chiếc Ferrari. Thì bây giờ mình sẽ phải can thiệp vào cái phần lắp này, đó là cắt ra, nối lại và làm sao cái kích thước này nó phù hợp với lại chiếc Ferrari anh em nhé. Và đương nhiên rồi, làm một cái chiếc xe 1.1 thì sẽ phải có nhiều cải tiến, có nhiều sự thay đổi anh em ạ. Anh em nhé, thì bọn mình cắt đôi ra như này này. Đấy, sắt này thì khá là đặc và dày đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là nối cho cái chiều dài nó dài ra. Đấy. Đối với cái hệ thống lắp này, nó là cái hệ thống chuyển động chính, dồn lực để cho chiếc xe có thể hoạt động. Thì bọn mình đã tính toán
Tại vì cái việc mà mình thay đổi kích thước này để cho nó phù hợp với lại kích thước của chiếc Ferrari thì cái việc cắt này là không thể tránh khỏi. Nhưng mà mình cũng đã tính toán và cái việc bọn mình hàn như này thì bọn mình nghĩ là nó sẽ rất là đảm bảo anh em nhé. Công nghệ nối lắp này bọn mình học ở Pakistan anh em ạ. Thế không phải của Nga ngố à chú? Không. Đấy, và đây là hai cái lắp của chúng ta anh em ạ. Nó đã qua được phẫu thuật chỉnh hình nhé. Và kéo dài được và đã đạt được tiêu chuẩn châu Âu nhé. Đấy. Xịn chưa? Nói vậy thôi chứ sau khi chỉnh sửa giờ mình phải lắp vào xem nó có phù hợp hay không nhá. Đấy. Quá chắc rồi anh em ạ. Đấy. Vậy mà. Hai tay vít luôn. Chúng ta sẽ tích hợp các cái hệ thống dây, dầu thủy lực từ động cơ tới những cái chi tiết, những cái bộ phận cần thiết anh em nhé. We'll be right back.
But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Về những cái đường dây, đường ống, chúng ta sẽ cố gắng lắp đặt gọn gàng nhất có thể nhé. Trông những đường dây chúng ta trông như là đang kéo điện ra đảo anh em ạ. Heo phanh của chúng ta, đằng trước này, bên này, đằng sau thì tất cả nó sẽ gọi là dồn lực nhờ một cái hệ thống gọi là dầu phanh. Từ đây là bầu tổng phanh em nhé. Và đây là có cái dầu phanh này. Chúng ta sẽ đi qua các đường dây và dồn ra các bánh khác nhau. Ở đây có hai cái ống sẽ ra hai bánh. Đây màu đỏ anh em ạ. Đây. Đấy. Đằng trước này thì cũng có sẽ hai cái ống ra hai bánh phía trước nữa. Đấy. Bên này và bên kia thì cũng như thế anh em nhé. Ở đây mình có option một cái ghế là bằng gạch sáu lỗ nha. Ở ô tô thật thì cái ở giữa này nó cũng là phanh nhá. Bên đây là chân ga, còn bên đây là chân côn này. Ống phanh đằng sau này mà mình vừa lắp đặt xong thì nó khá là rít anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ test thử xem. Đây là cái đĩa phanh này anh em ạ. Đây, đằng sau thì mình sử dụng là phanh cũ của chiếc ô tô cũ nhá. Đấy, heo thì bọn mình có sơn lại màu đỏ để cho nó được thẩm mỹ hơn. Còn cái phần mà bọn mình sơn bạc này thì qua mấy vòng quay thì nó cũng đã hết sơn bạc. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem anh em ạ. Nói chung là hơi nặng ấy, một người sẽ hơi nặng. Mình sẽ vít thử cho anh xem nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là test thử xem mấy chiếc phanh này nó có hoạt động hiệu quả hay không. Nào, chúng ta sẽ thử xem nào. Ok, nó khá là rít. Chú Lợi, giận phanh chú Lợi. Ấy. Ok, chú thả phanh ra đi. Nó khá là rít nhỉ. Có vẻ cứng ấy nhỉ. Có khi chúng ta sẽ thả trôi thử xem.
thử xem hai người em có ăn thua gì không nào. Nào. Đấy, chú lợi thả phanh chú lợi. Dẫn phanh nhầm. Và đây là khi chúng ta giận phanh em nhé. Nói chung là mình sẽ phải thả trôi dưới mặt đất cơ thì nó mới cái độ lăn. Mới lại phanh thì cũng vừa mới lắp ấy mà. Căn bản là nó hơi rít anh em ạ. Khá là rít. Và đấy là bộ heo phanh đằng sau. Còn phía đằng trước thì chúng ta có một bộ heo phanh tự chế anh em nhé. Chúng ta sẽ test cái cặp đằng trước để xem không biết nó có ok không. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ok hơn tại vì có vẻ nhẹ hơn anh em ạ. Cho vặn nhé. Đấy. Nào, cho vặn nó đang quay động thì chú đặt phanh nhá. 1 2 3. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy cứng chưa? Làm lại cho anh em xem phát nữa. Nguyên tập trung vào cái lốp xe nhá. Nào cho quay động phát này. Chú nào. 1 2 3. Anh em thấy gì chưa? Nó là hiệu quả. Nó lại là uy tín anh em ạ. Hệ thống phanh phía đằng trước này thì nó là một hệ thống phanh tự chế thôi, nhưng mà mình đánh giá khá là cao về cái khả năng là vận hành hoạt động của nó anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là hạ gầm xuống anh em ạ. Hạ gầm xuống để xem cái test xem cái phanh của nó như thế nào anh em nhé. Kiểu có kinh nghiệm hạ gầm nói sao mà êm thế nhỉ. Ôi, được đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử lăn chiếc xe này một đoạn ngắn ngắn xem nó có ok không anh em nhé. Hello anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là thả trôi nó anh em nhé. Thì bọn mình sẽ tiến hành là di chuyển chiếc xe này. Nói chung là sẽ di chuyển trong khu vực phạm vi khu vực làm việc thì thôi anh em ạ. Tại vì động cơ chưa hoạt động thì chưa ra đường được anh em nhé. Chắc ok nhỉ? Ok chưa? Ok. Ok anh em ơi. Let's go. Nào Nguyên thử luôn đi. Bọn mình sẽ dùng động cơ cơm trước nha. Đấy, nó đi rồi. Mạnh ghê, chú tốt đi. Ừ, Phanh, chú Phanh đi, chú Phanh đi. Phanh thì đúng ngay nhưng mà cho nó xuống hẳn lốc lốc tí thì ok hơn. Đứng lại luôn mà. Làm lại phát nữa đi. Phanh mình vừa lắp nó còn rít phanh quá. Làm ăn nữa anh em. Ui rồi, trôi. Đá phanh nhưng đá phanh nhá. Ui. Ui. Đỉnh phết đấy nhỉ. Ổn áp hết đấy chú nhỉ. Như vậy là đã thấy hài lòng rồi đấy anh em ạ. Nói chung là cũng khá là ok anh em ạ. Nói chung là giờ thì mình phải chèn gạch tạm đã anh em ạ. Tại vì chưa hoàn thành được cái động cơ này. Động cơ chưa hồi sinh, chưa phục hồi, chưa đánh thức thì đúng hơn chú nhỉ. Còn phải đang chờ đợi hệ thống số của em Nguyễn Mật Dũng nữa nha. Hệ thống gãy số này cháu thấy hơi bị uy tín đấy. Ừ. Chắc là video sau mình có đấy chú ạ. Không chỉ là gãy số, còn hệ thống điện nữa anh em ạ. Vậy á. U là trời, quá là tuyệt vời. Thì như vậy là chúng ta vừa hoàn thành rất là nhiều những chi tiết. Đặc biệt là những hệ thống dây anh em ạ. Ở đây chúng ta có dây phanh, dây hơi, dây trợ lái, dây dầu thủy lực. Thì cái dây mà dây trợ lái thì phải khi động cơ hoạt động thì chúng ta mới test cho anh em xem được. Còn đâu cái dây phanh thì vừa rồi chúng ta đã test rồi, đã trải nghiệm rồi.
thì thấy nó khá là ok. Và những cái hệ thống phanh của chúng ta lắp đặt vào thì cũng khá là ổn định. Tuy là nó mới thì nó sẽ rít cũng như là nó chưa hoạt động ấy, thì chúng ta sẽ chưa biết được thật sự cái khả năng vận hành cũng như là cái mức độ hiệu quả của nó tới đâu. Thì đấy là sẽ cái bài test chúng ta sẽ có ở ngoài đường. Và chắc là video sau thì mình sẽ tiến hành là lắp đặt hệ thống gẩy số ở trên vô lăng. Đấy, rồi thì sẽ có những cái bình hơi và dây điện anh em ạ. Còn cái hệ thống điện mới là phức tạp nữa cơ. À, bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nhá. Ồ, đang kết thúc rồi á? Kết thúc rồi mà. Vậy thì bọn mình xin kết thúc video ở đây. Và vừa rồi cũng là toàn bộ những nội dung mà mình muốn gửi tới anh em. Cảm ơn em đã theo dõi video của mình nhá. Nếu có ý kiến thì anh em để dưới phần bình luận giúp bọn mình. Và đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ mình nữa nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.